Rồi. Em chào bạn, mình là Trần Thành Nhân, sinh viên của trường FPT. Hôm nay mình muốn tổng kết với bạn về một để phục vụ cho một lớp môn học của mình môn 2BS301M. Thì mình thấy ghi hình của nó nữa. Ok. Thì cho mình hỏi là bạn là sinh viên ngành nào, thì bạn năm học năm mấy? Mình là sinh tên là Nguyễn Thanh Toàn, sinh viên ngành 2B và đang học kỳ 3. Rồi trong vòng 5 ngày đây bạn có tham gia một phỏng vấn nào? Phỏng vấn. Phỏng vấn đầu tiên là bạn mong muốn gì từ ngành học của mình? Mình mong muốn ở ngành học của mình là mình muốn tích lũy kiến thức và kỹ năng mềm để có thể sau này ra có cái kỹ năng để thích ứng với công việc sau này ra một môi trường. Hiện cái mức độ mà trường đáp ứng cho cái mong muốn của bạn là chấm trên 2 điểm 10 là bao nhiêu? Mình chấm là thang điểm 8. Câu hỏi thứ hai là tại sao bạn lại chọn cái ngành học này? Bởi vì ngành học mà mình cái ngành mình muốn theo đuổi là ngành về logistics, nên là mình chọn IB là cái ngành mà cung cấp về những cái kiến thức liên quan đến cái ngành mình muốn sau này mình muốn làm. Và trên 2 điểm 10 thì mình chấm bạn phù hợp với cái ngành này là bao nhiêu điểm? Mình chấm là khoảng 7. Thì bạn tại sao để có ngay được việc làm sau khi tốt nghiệp? Mình muốn có được để làm thêm cái nghiệp là mình đầu tiên là trước tiên phải có cái CV tốt hay là mình phải có và mình phải trong cái môi trường học đó, khi mình học mình phải tiếp thu những kiến thức ứng dụng kỹ năng mềm để sau này mình ra một cơ thể trong một cuộc phỏng vấn mình có thể xử lý tốt và có thể thu hút được những nhà tuyển dụng. Bạn thấy mình có bạn cảm nhận mình có đạt được cái mục tiêu này không? Mình nghĩ mình có thể. Và câu hỏi thứ tư thì sau 5 năm tốt nghiệp bạn mong muốn trở thành một người có vai trò như thế nào trong xã hội? Mình sau 5 năm muốn trở thành một trưởng phòng bên mạng logistics. Và trong năm thì hiện giờ ngoài giờ học trên lớp thì bạn có mong muốn có thêm có những hoạt động ngoại khóa nữa không? Mình muốn rất nhiều hoạt động khóa, như là có thể là trường sẽ tổ chức những cái ngoại khóa để đi tham quan những cái ở các công ty và liên quan đến logistics để mình có thể học hỏi những kinh nghiệm bên công ty đó và có thể giúp cho cái kiểu logistics này trở nên tốt hơn. Và hoạt động sáu thì bạn đã cho biết một cái hoạt động ngoại khóa mà bạn đi theo cũng muốn có nhưng mà trên cái trong trường thì chưa thấy đâu. Có tính là muốn được trường tạo điều kiện cho sinh viên đi làm gọi là trước cái kỳ trước khi OCD có thể cho đi tham quan nhiều hơn cái công ty để có thể cảm thấy là thoải mái hơn khi sau này trong kỳ OCD sẽ cảm thấy thoải mái khi làm đó. Câu hỏi thứ 7 thì hiện bạn có đang là thành viên của câu lạc bộ BSC của trường không? Mình không phải. Lý do tại sao bạn? Bởi vì mình nghĩ là nó chưa đủ hấp dẫn đúng không? Thì bạn cho mình xin tên và số điện thoại của bạn để sau này nếu mình có thành lập câu lạc bộ thì bạn sẽ tham gia nhé. Tên mình là Thanh Toàn và số điện thoại mình là 0852 35 887. Cảm ơn bạn.